À, chắc là dinh năm liên xạ mạnh hơn luôn, 100% 65 vật lý, nhưng mà mỗi tội là năm liên xạ không có nhiều tác dụng với cả Lucian lắm. Tại vì sao? Tại vì nó như là Lucian nó là con và năm phép năm tay của nó không quá nhiều, nhưng được cái năm liên xạ thì ấy, các bạn thấy tỷ lệ 100% không? Ui ui ui. Chơi gì giờ, chơi gì giờ, khởi đầu nước mắt. Chơi gì đây? Chơi lại bài lúc nãy à? Liên xạ cái. Liên xạ giờ được cocky ngon mà. Raven có số phận sát ra Caitlyn, Fiora và Camille. Ừ, thì Caitlyn với Camille suốt ngày một tiền đúng không? Xong con Fiora cũng thế. À, con Fiora ngày xưa cũng toàn Fiora 1 tiền, lần đầu tiên được lên Fiora 4 tiền thì nửa đầu mùa không được chơi. Đến đoạn cuối mùa thì người ta cũng bắt đầu chơi Fiora. Tuy nhiên, có một vấn đề đó là... Tuy nhiên có một vấn đề rõ ràng luôn. Đó là con Fiora không ai thèm chơi. À không ai, bây giờ cũng không ai chơi nữa, người ta chạy qua PPE, người ta chơi hết rồi còn đâu. Khổ vãi, có ba ngoại binh này nhưng mà... À, giờ này bán máu kiểu gì đây cho nó hợp lý. Bán máu trong lobby có xẻng. Ôi, tôi lại cảm thấy không muốn lắm. Thế cái bài Lucian lúc nãy mạnh thật đấy. Các bạn bây giờ liên xạ ấy, chỉ có carry Lucian thôi, chứ Zing cũng đâu carry kinh được bằng Lucian. Bài này mình có cho đồ từ đầu thì ngon. Thằng này hao hao bài mình này. Các bạn ngoại binh các bạn lên 4 rồi, các bạn lại không muốn đắp ngoại binh rồi nữa. Cảm giác giờ hòm ngoại binh nó không được gì ngon lắm. Xong rồi đánh này cứ thắng cứ thua thua, thắng thắng thua thua à. Solo zig luôn. Chỉ có ngăn con chưa biết. Các ông giải thích ngăn con thế à? Bài người ta thì dây ra hai các thứ đẹp vãi nồi, bài mình thì nịt. Không mà đến đoạn này mà vẫn không có cho đồ là đen lắm ấy. Tôi chỉ cần một con Poppy thôi mà. Tại vì tôi đã tự lấy con gì quên tên rồi, tôi đã tự lấy con lấy lên xạ để có con Cocky rồi. Mình vẫn thua đi vậy. À đâu, có cái này giảm đam lan, dây chuyền trục tội giảm đam lan nhờn. Niềm vui nhân đôi à. Để tết nhất xong, những món các bạn sẽ phải ăn rất nhiều, đấy là giò chả này, gà luộc này, bánh chưng này. Ăn khoảng 2 hôm đầu, ui không khí Tết thật là ngập tràn. Ăn đến ngày thứ 3. Nồi thịt kho tàu đó. Thêm nồi thịt kho tàu mệt vậy. Ngày xưa ấy, hồi bé tôi thích món thịt kho tàu. Nhưng mà đến tập này là tôi không ngửi được món đấy nữa luôn. Cảm giác nói sao nhỉ? Nó bị mỡ miều xong bị mặn ấy. Giờ càng ngày tôi ăn càng nhạt và tôi càng ngày tôi không ăn mấy cái đồ mỡ vàng được.
Cho này khỏe thế. Nhà ngoại binh này. Đây là nhà ngoại binh chỗ trắng này. Không phải cái thằng ngoại binh lúc nãy đúng không? Thằng ngoại binh lúc nãy đâu có ấn đâu. Sao thằng yếu xỉu này có thể cháy được hay vậy? Mà mình thì thua lên thua xuống vậy. Nó gặp toàn thằng yếu đi vậy. Nhất thống. Như là cảm giác có một con Lucian là đẹp tí luôn. Bùm chiếu. Ôi Crit kìa. Crit vẫn thua. Một quân. Không biết tại sao tôi không có hứng thú chơi Khazix luôn. Mà dù nên chơi. Mai dù con quỷ đá thử làm Khazix 3 hay là Sivir 3 xem có mạnh không vậy. Chuyên khẽ rồi. Một bom, pick bom. Chiu. Phải roll day đúng không? Roll day, roll lucian thì roll day để giữ máu thôi. P này. Chọn là mình tay bằng gì à, vẫn cảm giác muốn nên rồn ở đây nhỉ. Tay cho Java đẩy con này lên trên một tí thôi. Seraphine để làm gì không? Seraphine thì cũng không hẳn là có ý nghĩa gì lắm nhưng mà Seraphine 2 thì nó vẫn ngon. Đấy. Đúng là có nhiều cách dép tank bài này thật đấy. Các bạn tank bằng Z, Sezu được. Không, nếu các bạn tanh bằng bò cũng được. Nếu mà tìm thấy bò 2 à, chắc là bò vẫn cần búp nữa. Còn Blank à, còn nhiều con có thể lên được 2 sao quá. À, Tôn không có ra. Để tao đu xuyên 2 đẹp tín vãi rồi. Thành đấu sĩ hay vệ sĩ cảm giác giờ đều tệ như nhau. Giờ từ dùng đúng nhất là từ tệ như nhau. Không cảm thấy nó có sự khác biệt lớn ấy. Tại vì đấu sĩ cũng chẳng có Mundo nữa. Vệ sĩ thì chẳng mất con gì nhưng mà vệ sĩ đợt này cảm giác nó không kích hệ đẹp ý. Mấy ngày trước thì tôi vẫn thích Vi lắm. Mà mấy ngày nay thì tôi cũng bình thường với Vi hơn rồi vì nớp rồi.
Lại còn thiện xạ liên hoàn nữa, lại giống lúc nãy rồi. Không cần 3 sao. Evolution bị lỗi à? Lướt mà bắn nhiều quá là lag. Ui đấy, bắn mấy chục viên luôn, sợ không? Senna này có cái gì? À, được búp à? Nhưng mỗi trội là 9.700 đam, sợ chưa? Khó thế lại vậy. Zig zag, zig zag. Không kịp não, không kịp chạy xem bỏ con gì vào. Bỏ con gì đi. Cái này dùng khai khổng lồ vẻ ngon mà. Ui, quả bom di liền chí thế bro. Có mấy nhà này ở luôn rồi. Vì với con xe dù. Nhưng mà tầm này hai con này bỏ được rồi. Thế thì con này cũng bỏ được luôn. Chẳng qua như này thì bị ba công nghệ trông hơi đủ. Đấy, như này là đỡ sợ bị chật chỗ này. Bốn ba hai hai lấy thêm thần tượng cho Lucian nữa là đẹp. Đã nó ba thần tượng rồi mà. Ôi thì bài lại siêu đẹp luôn. Úi Lucian bài thì trái thoáng. Chả thoáng các bạn, lúc nãy đang kẹt giờ tách nó ra như này thì chả thoáng. Ok, we're jinxed. Cả chắc là dinh 5 liên xạ mạnh hơn luôn. 100% 65 vật lý, nhưng mà mỗi tội là 5 liên xạ không có nhiều tác dụng với cả Lucian lắm. Tại vì sao? Tại vì nó như là Lucian nó là con bắn 5 phép. Năm tay của nó không quá nhiều nhưng được cái năm liên xạ thì đấy, các bạn thấy tỷ lệ 100% không? Ui ui ui. Lấy đồ chinh thôi. Con Lucian đây là có bị nớp bao nhiêu đấy các bạn? Cái tưởng tượng cái hồi cái ngày mà anh ấy không bị nớp ấy. Ngày mà anh còn chưa bị nớp thì ôi hoàng tử. Bỏ ba. Thì biết spam bài gì chưa? Nãy tôi cho quỷ đá biết thế nào là Lucian lên xạ mà. Ui con bò. Thôi. Ui mày thế. Ui như con Lucian kìa. Đến chết là Blitz à? Không lên chết là thần tượng. Tái chế thì cũng tùy rồi. Thế là tôi không lên chết đâu. Trận này là trận Lucian 3. Roll nhờ Lucian 3 thì thôi các bạn. Được chê bò thôi à. Giờ lại khén. Làm gì cả. Má đi có Lucian nó xa 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 thanh trừng kìa. Thanh trừng kìa, ui mưa đạn à. Sợ thế. Nó lướt một cái xong nó cứ. Tôi cũng không hiểu nó tính kiểu gì. Ây da. Luôn nhanh không các bạn đầu hàng mất. Lucian
Lucian trốn đâu ấy nhở? Alo. Tôi không cần gomplank, tôi không cần gì hết. Trời ơi, tôi cũng không cần dây luôn. Chả lẽ tôi bán cả bò đi luôn. Nhìn con Lucian, tôi không biết có phải bug game không mà năm liên xạ vào kinh thật đấy. Ủa, nhìn nó lan từ con này sang con kia kìa, nguyên sàn luôn ấy. Mà đấy là mình còn rất nhiều nâng cấp nhá. Galio 2 nhá, Jinx 2 nhá, Lucian 3 nhá. Bỏ bị chê, bỏ cống hiến, nhưng mà cống hiến kiểu nửa mùa, ra thì ra hẳn đi đỡ mất tiền cầm. Mất tiền cầm của này khó chịu, bỏ xù ra con Gangplank cũng thế. Cứ lấp ló lấp ló. Ấu. Drop. Em chỉ cần Lucian thôi, không cần bò luôn. Bán bò luôn. Còn chắc chắn ra Lucian 3 bạn lấy tiền chứ còn. Tôi không cần bò 3. Bò 3 nó cũng chẳng thể hiện cái gì cả. Nhìn con Lucian này nó mãn nhãn quá ấy. Nó thanh trừng kìa. Sợ thật đấy. Tôi cảm giác nếu mà tôi lên được Lucian 3 ấy, giao tranh kết thúc trong 2 giây. Vẫn không có, không sao, thằng kia chưa chết được. Phải hai mạng nó mới chết cơ. Thiếu một con à, hay thật đấy. Nhìn kiểu vuốt bẫy. À, vuốt rồng giáp gai. Nó được đầu hàng làm ơn. Kiểu không có tác dụng gì luôn ấy, Lucian. Để tái chế thôi. Làm ơn đi, xin đấy, không lên dinh hải. Không. Lucian đây, bán luôn con dinh này đi. Chết, mất mẹ một tiền rồi, thôi xong. Lucian ơi. No. Xong đây. Không cần dinh hải các bạn. Tôi chỉ muốn xem con Lucian 3 nó xả tốc độ ánh sáng như nào thôi. 2 giây. Giờ xanh sẽ kết thúc. Hơi. Ơ. Chiu. Nó không nhanh như mình nghĩ à. Nhưng mà có vẫn thế thôi, team nó cũng chỉ có 12.000 máu, Lucian giết hết thôi.